đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu mất tiêu rồi, hả hả, đâu rồi, đâu rồi. Mày làm gì luôn? Để tôi đái cái, tôi đi tìm tiếp, nhìn từ tối qua giờ. Trời ơi, cái tướng đái đẹp dữ ha. Khắp thế gian này không tìm được thằng nào có tướng đái đẹp như tôi còn ông á. Gớm không? Mày tìm gì vậy? Đâu rồi, đâu rồi, đâu mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi, bực quá trời đi ha. Cái gì mà bực, mày đang tìm cái gì mà bực? Niềm vui của tôi, cuộc sống của tôi, mới sáng qua còn kế bên, sáng ngày bốc hơi, là sao? Là sao? Đâu rồi, đâu, đâu ta? Mà rốt cuộc là mày đang tìm cái gì? Đèn cờ hóa. Ê, chào anh Lưu. Chào cái quần. Trời đất ơi, cái thằng này kỳ ta. Fan nó quý mày, nó chào mày mà nói cái quần là sao mày? Kỳ mày, hả? Không biết nữa, bây giờ tôi bất chấp rồi. Ông kiếm giùm tôi cái đèn cờ hóa coi. Tôi mà sống thiếu đèn cờ hóa là tôi chịu không nổi đâu. Mà đèn cờ hóa là đèn gì? Ý, anh Lưu phải anh Lưu không? Ừ, anh Lưu đái chưa anh Lưu? Ừ, nãy đây rồi, bây giờ đái tiếp nè. Ừ, vậy anh Lưu đái ngon lành nghe. Rồi, fan của con nữa hả Lưu? Đó ông nhìn đi, tưởng vô hỏi xin chụp hình, ai ngờ hỏi đái chưa? Nãy tôi nói cái quần là phải là. Ừ, bây giờ bà hiểu nỗi khổ của con rồi, nhưng mà nãy con nói cái đèn cờ hóa là đèn gì luôn? Đèn cờ hóa là đèn cậy sáp điện tử đó ông nội. Ủa vậy hả, đẹp không con? Đẹp sao không đẹp? Ông đào bới khắp cái Sài Gòn này cũng không tìm ra cái đèn cờ hóa đó đâu. Mà đâu còn có cái đèn cờ hóa đó vậy? Thì fan lên đèn cậy sáp điện tử chấm cơm mua tặng cho tôi đó. Trời đất ơi, vậy hả? Hỏi quý con nó nổi vậy luôn hả? Sao không? Lưu dễ thương mà bực ghê, tối hôm qua nó còn nằm kế bên tôi, sáng nay nó mất tiêu à. Tìm muốn lội con ngươi nãy giờ mà không thấy đâu. Mà hôm qua giờ con để đâu con nhớ không? Đâu đâu, để tôi nhớ lại coi. Ờ, nhớ kỹ lại đi con. Nhớ chết liền luôn. Bây giờ con ráng tập trung con nhớ kỹ đi. Chứ mất cái đèn cờ hóa là tiếc lắm á con. Không phải muốn mua là có đâu. Mua thì chắc chắn có. Cỡ nào mà không có trời. Cứ lên đèn cày sáp điện tử chấm cơm mà mua. Mà cái này là tình cảm của fan dành cho con, mất buồn lắm. Bây giờ con ráng tập trung, con nhớ lại coi hôm qua con để đâu. Thì bây giờ tôi đang tập trung nè. Ông hỏi hoài làm tôi rối bây giờ. Mày tập trung cái kiểu gì mà đi vòng như sẹt lô vậy luôn? Thì mỗi lần mà tôi bối rối là tôi đi vòng vậy nè. Mà con đi vòng vậy để làm chi? Ông đoán coi. Không biết mày hỏi. Đi vòng cho ra cất chuyện chi không nổi. Trời đất quỷ thần, cái thằng lu này nó vô gì? Mày mất ỉa thì mày nói mày mất ỉa. Mày đặt bối rối nè. Đừng nhìn. Không, cái giây phút này nhìn con nó bản lĩnh lắm luôn. Ba phải quay con bằng được. Trời, chứ có nghĩa không? Bản lĩnh là sao nổi? Ờ, không phải, tại vì dù thằng nghĩa nó không dám quay phim. Mà coi như hôm nay là con tàn sát tất cả anh nhìn của khán giả luôn rồi con à. Sao rồi? Ê, khỏe, nhìn người à. Ê, rồi. Bắt đầu tôi hình dung tôi nhớ ra rồi nè. Ok, bây giờ con ráng nhớ lại đi. Hôm qua con để đâu? Hôm qua tôi nhớ là tôi để nó ngay đầu nằm mà ta. Rồi xong cái gì nữa? Xong cái tôi nhớ hình như là ông mượn tôi thì phải. Rồi xong rồi sao nữa? Rồi cái ông mượn tôi xong cái ông không trả. Rồi sao nữa con? Vậy là ông chơm mẹ của tôi rồi. Còn hỏi nữa, ông có để trong nhà không hay là ông quăng ngoài đường rồi? Đâu có đâu, ba nhớ, ba đâu có mượn của con gì đâu. Ê nghe, ông có hiểu được tinh thần của mấy thằng mà mới ỉa xong không? Nó nhớ kỹ lắm nha. Ông lớn rồi, ông đừng có chơi cái kiểu mà châm chĩa nó với tôi nha. Tôi tám ông á. Cái này phải không? Đó, ông còn giả ngu với tôi. Làm hửi tìm thấy mẹ tháng giờ. Tôi muốn sạo lặng ông ghê luôn nha. Mượn chút làm ghê. Ông định giấu luôn chứ gì? Cũng định vậy á. Sao ông định vậy luôn đi? Sao ông giấu luôn đi? Giấu gì lại lỗ mũi mày? Ông thích á thì ông nói một tiếng. Tôi mua tôi tặng cho. Chứ đừng có kiểu chùm chỉa nhỉ, tôi ghét. Tại ba thấy cái đèn sáp điện tử này nó lung linh, nó lãng mạn quá. Ba mượn đêm mua làm gì ghê mày? Mẹ trả lại cho mày nè. Mà ông thấy nó đẹp không? Phải nhận nó đẹp thiệt. Đó, thì đẹp á. Đẹp tôi mới thích. Đẹp tôi mới tìm từ sáng tới giờ. Tìm công lưng nữa. Mà cái đèn này nó an toàn vậy luôn? Sao an toàn cho nổi? Ồ, do thổi không tắt luôn luôn trời, ha. Đèn xịn mà. Đèn xịn mà trời. Xịn mới có người đến chơm á. Mà đèn này như nó có remote điều khiển từ xa luôn hả luôn? Thì đúng rồi, đèn xịn mà. Nó còn thay đổi màu sắc theo ngữ cảnh á. Xịn lắm. Nó có sinh nhiệt không vậy luôn? Không hề sinh nhiệt nha. Mày ngồi sao mày mặc quần vô nhìn nó lú ra ớn quá luôn. Ờ, biết rồi, đứng gì rồi nè. Mà cái này nó có dễ thay pin và tái sử dụng nhiều lần không luôn? Trời, rất dễ thay pin, tái sử dụng nhiều lần, thoải mái luôn. Tiệt ra luôn. Mà làm gì mày lẹ lưỡi ớn vậy luôn? Tìm mà thấy mẹ từ sáng giờ luôn. Ông mà nhìn kỹ nó đẹp thiệt hết ta. Đẹp thiệt á. Đẹp ha. Ừ, đúng là đẹp thiệt. Mà cái đèn sáp điện tử này sao gọi là đèn cờ hóa vậy? Ngộ vậy luôn. Đèn này phải giống đèn cày không? Ừ, giống. Cày là gì? Cày là chó. Đừng nói chó, nó cờ hóa thôi. Cờ hóa nghe nhăn quá hơn cờ hóa nha. À rồi, ok, bây giờ ba hiểu rồi. Chà, mà mấy cái đèn này sử dụng thay thế mấy cây đèn cày hiệu quả, nhìn nó đẹp hết luôn ha. Không sợ bị cháy mà đẹp, màu sắc lung linh ghê, huyền ảo ha. Còn phải hỏi nữa, đồ xịn mà trời. Cái này thường được dùng nhiều ở đâu con biết không luôn? Cái đèn này là giải pháp tuyệt vời cho các không gian sống sang trọng lãng mạn. Ủa vậy hả? Rồi còn gì nữa không con? Làm quà tặng cho người thân, bạn bè, khách hàng vào những dịp lễ đặc biệt nữa. Đẹp lắm. Mày làm gì vậy? Hứa hoa chứ gì trời. Ừ, tao tưởng mày là hứa đái chứ. Ông nói chuyện gì? Rồi đèn này thường được dùng trong gì nữa con? Trời đất ơi, mấy cái dạng đèn này được dùng làm vật trang trí nội thất ở quán cà phê, spa, nhà hàng, khách sạn là bao đẹp luôn. Thiệt không? Thiệt mà, đẹp dữ lắm. Nó còn có thể thay thế đèn ngủ thông thường, có thể trưng dụng ở phòng ăn, phòng tắm, trong nhà nữa. Ngon, đẹp lắm. Gì mà ngon đẹp lắm? Thì là đẹp lắm. Ờ, đẹp lắm. Mày mắc không con? Trời ơi, rất hợp với túi tiền. Có 230.000 cây hả? 100 mấy cũng có nhiều loại lắm. Lên đèn cày sáp điện tử chấm cơm mà tìm hiểu. Đẹp thiệt, phải không? Nhìn nó đẹp thiệt mà mình đổi màu được luôn hả luôn? Đúng rồi, lấy cái remote bấm cái tia đèn nó ra mấy màu sắc khác, đẹp lắm. Mà đọc cái tim đèn điện tử này nó lắc lư theo ngọn lửa giống như thật luôn hay luôn ha. Trời ơi, không thật không đẹp luôn chi trời. Ủa, thổi không tắt luôn ha. Ông liếm nó còn không tắt nữa đó, thổi. Ủa gì mày liếm rồi hả? Chưa, tôi chưa có liếm nữa. Sao chưa liếm? Tôi để táp một cái xong tôi liếm không ngay rồi tôi mới liếm đó. Ủa sao mày táp tao? Ai biểu ông đến chơi với tôi? Ở nhà có hai cha con tươi thủi, suốt ngày cứ đè đầu tôi gan hiếp hoài. Hôm nay mày đã có cái tánh chơm nè. Cuộc đời tôi ghét thứ chơm chĩa lắm.